Điện Kremlin nhấn mạnh phản ứng với phương Tây sau vụ phóng tên lửa đạn đạo. Theo ghi nhận từ báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, vào ngày 22 tháng 11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhấn mạnh rằng cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm mới vào Ukraine là một thông điệp rõ ràng gửi tới phương Tây, phản ánh sự phản ứng của Nga trước các hành động gây hấn gần đây. Ông Peskov khẳng định rằng các quyết định và hành động của phương Tây, bao gồm việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine và tham gia vào các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, không thể không đối mặt với phản ứng từ Moscow. Đây được xem là một cảnh báo mạnh mẽ, nhấn mạnh rằng Nga sẽ không ngồi im trước sự can thiệp của các quốc gia phương Tây vào xung đột. Nội dung trên được ông Dmitry Peskov đưa ra ngay sau chỉ một ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận Moscow đã phóng tên lửa siêu vượt âm mới Oresnik vào một căn cứ quân sự của Ukraine. Động thái này nhằm đáp trả hành động của Kiev khi lần đầu tiên tấn công Nga bằng các loại tên lửa tầm xa do Mỹ và Anh sản xuất. Trả lời phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, thông điệp chính là các quyết định, hành động liều lĩnh của phương Tây khi sản xuất tên lửa, cung cấp cho Ukraine, sau đó tham gia vào các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ không thể không nhận phản ứng từ phía Nga. Đây là lời cảnh báo rõ ràng từ phía Nga đối với các quốc gia phương Tây về những hậu quả tiềm tàng từ việc can thiệp vào xung đột Ukraine. Moscow cho rằng việc Ukraine sử dụng tên lửa AT-ACMS và Storm Shadow tấn công vào khu vực Bryansk và Kursk của Nga là bằng chứng rõ ràng cho thấy sự tham gia trực tiếp của Mỹ và Anh vào cuộc chiến hiện nay. Lý do là Ukraine không thể tự vận hành dữ liệu vệ tinh để nhắm mục tiêu và lập trình đường bay tên lửa. Những hành động này chỉ có thể được thực hiện bởi quân nhân NATO. Cùng ngày 22 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng tất cả tên lửa của họ đã trúng mục tiêu, đánh dấu lần đầu tiên Nga sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung mang đầu đạn thông thường trong chiến đấu. Về phía Ukraine, không quân nước này thông báo rằng các lực lượng Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM thông thường, 7 tên lửa hành trình và một tên lửa đạn đạo Kinzhal vào thành phố Dnipro vào sáng 21 tháng 11. Theo tờ The Kyiv Independent, vụ tấn công khiến ít nhất 2 người bị thương và làm hư hại nhiều tòa nhà, bao gồm một trung tâm phục hồi chức năng cho người khuyết tật. Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng việc Nga sử dụng tên lửa mới là một hành động leo thang nghiêm trọng và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga đã thông báo cho Mỹ 30 phút trước khi phóng tên lửa. Dù không có nghĩa vụ cảnh báo Mỹ vì sử dụng tên lửa tầm trung, Nga vẫn lựa chọn thông báo qua các kênh giảm thiểu nguy cơ hạt nhân. Lầu Năm Góc cũng xác nhận thông tin này vào ngày 21 tháng 11, cho biết Mỹ đã được thông báo trước vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào Ukraine. Ông Peskov nhấn mạnh, Tổng thống Putin sẵn sàng đối thoại để giải quyết xung đột, tuy nhiên chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden lại muốn tiếp tục leo thang. Ông kêu gọi chính quyền Biden chú ý đến các cảnh báo của Putin từ tháng 9, khi Tổng thống Nga tuyên bố rằng phương Tây sẽ bị coi là tham chiến nếu hỗ trợ Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa. Trong bài phát biểu ngày 21 tháng 11, Tổng thống Putin thông báo về việc Nga sử dụng tên lửa mới sau khi Ukraine tấn công Nga bằng các tên lửa AT-ACMS, Storm Shadow và HIMARS. Moscow đã nhắm vào công ty tên lửa Churchmas tại thành phố Dnipro của Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin hy vọng Mỹ đã hiểu thông điệp từ Moscow. Ông khẳng định, Putin đã sẵn sàng cho đối thoại nhằm tránh leo thang căng thẳng và đạt được hòa bình. Chính quyền Washington được cho là có đủ thời gian để hiểu rõ thông điệp này. Theo tờ The Kyiv Independent, thông tin về tên lửa Oresnik mà Tổng thống Putin nhắc đến vẫn còn hạn chế. Chuyên gia quân sự Jan Matveev cho rằng đây có thể là phiên bản sửa đổi của tên lửa Rubes với tầm bắn lên tới 6.000 km và có thể mang nhiều đầu đạn. Chuyên gia Michael Bonnet từ tập đoàn RAND cho rằng việc Nga sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oresnik tấn công mục tiêu gần cho thấy một thông điệp gửi đến phương Tây. Moscow muốn khẳng định khả năng triển khai lực lượng an toàn trong lãnh thổ Nga, đồng thời ngăn phương Tây cung cấp khả năng tấn công tầm xa cho Ukraine. Điều này nhằm duy trì lợi thế an toàn cho Nga và loại bỏ những lựa chọn tấn công tầm xa của phương Tây. Tên lửa siêu thanh Oresnik của Nga oanh tạc Ukraine đạt tốc độ kỷ lục.
Ngày 22 tháng 11, Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine HUR đã thông báo về một vụ tấn công mới của Nga bằng tên lửa siêu thanh Oresnik với tốc độ tối đa vượt qua 13.600 km/h, chỉ mất khoảng 15 phút để tấn công mục tiêu tại thành phố Dnipro, Ukraine. Theo HUR, tên lửa này được phóng từ khu vực Astrakhan, Nga, cách Dnipro khoảng 900 km và đã đạt được tốc độ bay cực nhanh, vượt xa Mach 11 trong giai đoạn cuối của quỹ đạo bay. Tên lửa siêu thanh Oresnik được cho là trang bị 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn mang theo 6 đầu đạn con, giúp tăng cường khả năng tấn công chính xác và tàn phá mạnh mẽ. Vũ khí này thuộc tổ hợp tên lửa Ket đã được Nga thử nghiệm lần đầu vào tháng 6 năm 2021. Theo ông Vadim Skibitsky, phó giám đốc HUR, Nga có thể sở hữu ít nhất 10 tên lửa Oresnik để thử nghiệm trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt. Vụ tấn công này được Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận vào ngày 21 tháng 11 khi ông thông báo quân đội Nga đã phóng tên lửa siêu thanh Oresnik tấn công vào nhà máy chế tạo máy phương Nam Rusmas tại Dnipro. Ban đầu, Ukraine tưởng rằng Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, nhưng các quan chức Mỹ và NATO sau đó xác nhận đây là tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM, có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. Để đối phó với vụ tấn công, NATO đã thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với Ukraine tại Brussels vào ngày 26 tháng 11 để thảo luận về sự phát triển của tên lửa siêu thanh Oresnik và những tác động chiến lược từ việc sử dụng vũ khí này trong xung đột với Ukraine. Sau tên lửa ATACMS, Ukraine tiếp tục tấn công Nga bằng tên lửa Storm Shadow. Hãng tin Bloomberg ngày 20 tháng 11 trích dẫn một quan chức phương Tây cho biết Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Liên bang Nga, sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp. Đây là lần đầu tiên Ukraine triển khai loại tên lửa này trong các chiến dịch tấn công xuyên biên giới, đánh dấu một bước đi quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài giữa hai quốc gia. Tên lửa Storm Shadow với tầm bắn xa và khả năng tấn công chính xác được cho là có thể gây ra thiệt hại lớn cho các cơ sở quân sự của Nga. Vấn đề về việc sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow của Ukraine đã nhận được sự chú ý đặc biệt trong thời gian qua, đặc biệt là khi liên quan đến các hành động tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga. Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết văn phòng của ông sẽ không bình luận về các báo cáo hoặc các vấn đề hoạt động quân sự cụ thể, nhưng thông tin này vẫn phản ánh rõ ràng sự căng thẳng trong quan hệ quốc tế liên quan đến vũ khí và chính sách quân sự, ghi nhận thông tin từ báo Thông tấn xã Việt Nam. Trước đây, Anh đã yêu cầu Ukraine chỉ sử dụng tên lửa Storm Shadow trong lãnh thổ của mình, nhưng trong những tháng qua, chính phủ Anh đã gây áp lực lên Mỹ để cho phép Ukraine sử dụng loại tên lửa này để tấn công vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Việc này đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược vũ khí của phương Tây đối với cuộc xung đột tại Ukraine, đặc biệt là khi liên quan đến các loại vũ khí tầm xa như Storm Shadow. Storm Shadow là một loại tên lửa tấn công chiến thuật do MBDA sản xuất, có tầm bắn khoảng 250 km. Tên lửa này được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố như kho vũ khí, trung tâm sửa chữa hoặc các sân bay quân sự. Anh và Pháp đã cung cấp tên lửa này cho Ukraine và Anh là quốc gia đầu tiên chuyển giao loại vũ khí này cho Kiev với các quả tên lửa Storm Shadow đầu tiên được chuyển đến Ukraine vào tháng 5 năm 2023. Mặc dù Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ đã bị Nga sáp nhập như Crimea, nhưng theo các thông tin từ Bloomberg, nếu việc sử dụng Storm Shadow tấn công vào lãnh thổ chính thức của Nga là sự thật, đây sẽ là lần đầu tiên tên lửa này được dùng để tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga. Việc này diễn ra sau khi Ukraine đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS để tấn công vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Liên bang Nga. Hôm 19 tháng 11, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố, vào lúc 3 giờ 25 cùng ngày, quân đội Ukraine đã tấn công tỉnh miền Tây Bryansk của Liên bang Nga bằng 6 tên lửa ATACMS tầm xa do Mỹ sản xuất. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, các hệ thống phòng không S-400 và Panzer của nước này đã bắn hạ 5 tên lửa và làm hư hại quả thứ 6. Các mảnh đạn rơi xuống gây ra đám cháy tại cơ sở quân sự, song vụ hỏa hoạn nhanh chóng bị dập tắt, không gây ra thương vong hay thiệt hại nào. Tuy nhiên, hãng tin Reuters ngày 20 tháng 11 dẫn một nguồn tin từ Mỹ cho biết Ukraine đã phóng 8 quả tên lửa ATACMS và quân đội Liên bang Nga chỉ đánh chặn được 2 quả trong số đó. Trong khi đó, theo tờ bưu điện Kiev, The Kyiv Post ngày 20 tháng 11, nhiều hãng thông tin Mỹ dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết các quan chức Mỹ xác nhận Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Liên bang Nga vào hôm 19 tháng 11.